Hello anh Đạt Sabo đẹp trai. Hello Anh anh ơi, anh có thể vẽ tặng cho em một bức tranh thật là đẹp trai được không? Đạt. Thôi anh vẽ cho Thôi, em với tặng em nè. đi. Trang My vẽ làm gì? Trang My rất là Thôi nhiều anh vẽ cho tranh em rồi. Em nè. chưa được anh vẽ lần Anh nào, anh Đạt vẽ anh tặng vẽ cho cho em một em lần thôi. đi. Vẽ cho Kệ Trang Trang My My nè. đừng vẽ, tặng Trang My nữa. Vẽ cho em đi Thế mà. tóm lại bây giờ là như này nhá. Anh vẽ tặng cho bọn em một bức nhưng trong đó có cả hai đứa được không? Ừ, ok. Ok.